Vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Ở video clip này, em lại tiếp tục lên sóng với tất cả bác. Đó là những con lọc nguồn quặng Crown, một trong những dòng lọc nguồn bên shop em bán cực kỳ là chạy nhá. Đây là những con lọc, nó sẽ có mức tải là 30A, một mức tải rất là lớn. Các bác có thể mua về để trong những con quản lý nguồn, những con lọc nguồn, hoặc mình làm lọc rời, lọc cho dàn karaoke, các dàn nhạc sóng đều rất là ok nhá. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác những dòng sản phẩm ngày hôm nay. Trên tay của em đây là một con lọc nguồn. Nó sẽ có công suất chịu tải là 30A, tương đương với 6.500W. Tối đa là 250V nhé, từ 120 cho đến 250V. Vào dòng điện bao nhiêu thì sẽ ra bấy nhiêu. Các bác có thể nhìn thấy được chân ở giữa là chân tiếp mát này. Tương ứng ở chữ line là đi vào bên này nhé, bên này là chân tiếp mát này. Còn về các bác đấu bên này cực nóng, bên này cực lạnh thì bên này cũng vậy thôi. Đó, tại vì dòng điện của chúng ta dòng điện xoay chiều nên nó sẽ không phân biệt cực. Các bác đấu cực nào cũng được. Chỉ biết là bên này là đi vào này, chữ line là đi vào, chữ loát là đi ra. Của hãng Crown, made in Mexico, hàng bại nha các bác. Giá chỉ có 500 ngàn một con thôi. Lọc rất là nặng và rất là chất lượng nhá. Đó, hàng bại rất là đẹp. Tình trạng đẹp so với những con hàng bại, các bác đừng so với những con hàng mới nhá. Hàng bại mà như thế này là đẹp rồi, cầm rất là nặng nhá. Thường thì các bác thấy những con quản lý nguồn đắt tiền ấy, của Mỹ ấy, thì ở trong nó thường có những con lọc nguồn như thế này hết, những con lọc nguồn như thế này. Tại vì lọc nguồn thì nó sẽ có chức năng là lọc sạch dòng điện của chúng ta, cho một nguồn điện sạch vào những thiết bị audio, vào những thiết bị gia đình gia dụng, nó sẽ giảm sôi, giảm nhiễu, giảm ù xè và cho một chất âm được trong trẻo hơn, được hay hơn nhá. Đặc biệt tuổi thọ thiết bị của chúng ta sẽ được bền bị hơn, sẽ dài lâu hơn nhá. Số lượng thì lần này em về được tầm khoảng 30 con, rất là nhiều để cho tất cả bác cùng tham khảo và lựa chọn. Anh em thợ nào lấy số lượng từ 5 con đi lên thì bên em sẽ có giá tốt nha các bác. Rồi, một lần nữa bên Hoàng Audio Sài Gòn kính chúc tất cả anh em và các bác sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn nhá. Rồi em chào tất cả bác, hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.